Sáng đây. Alo, ôm máy 34 giờ chị game rồi, chắc thế. Throwing flashbang. Tao thấy nhạc còn to rồi. Bùi rồi đó. Không có skip hả? Thực sự là đồ má, game này không có skip luôn hả? Ồ, tới gà cha rồi. Làm sao cỡ nào trả ra? Ấy là ra sớm thì anh build sớm, anh đỡ phải build mấy con muốn sao mà anh không thích. Đâu, Ruby thích con nào? Bronya hay Himiko? Bronya. Bronya hả? Bronya Onyx chà. Tên anh ra Bronya liền không? Không, ra danh quyền. Không, em đoán anh sẽ là ra Clara. Tại chắc em đâu? Cũng mới ra. Ờ, sao Ruby mày mặt? Đó, 4 sao luôn đấy. Wow. 4 như 5. Ơi, bạn như 5, 5 ấy, 5 ấy, 5, 5, 5, 5, 5. Bạn hả, bạn hả? Như 5 ấy. Sheesh, sheesh. Bronya. Con gì đây, con số gì đây? Em phải lát gì. Bronya, Bronya. Kêu bot này. Kêu bot là nó như kiểu trong ly. Đền mẹ thiết kế giống mấy cái game thiên sứ rồi mới cao cấp. Cái gì mắc cười quá. Game thời trang cao cấp mày. Á đủ. Trời ơi, được nhiều thứ quá vậy. Có vẻ như tao roll được thêm lần nữa nè. Yeah. Gacha gacha gacha. Bắn rồi. Ơi. Nhìn cái màu tôi biết được vàng rồi. Nhìn cái màu biết được vàng rồi. Mẹ tao hên quá luôn. What the fuck? Hai lần vàng liên tiếp. Yeah, mày thấy chưa? Mày thấy best chưa? In the game. Best. RNG với tao hả mày? Nghe. Tao nói rồi, trời ơi, tao gacha tao đéo mày thua đứa nào á, tao nói thiệt luôn á. Quá hề gì? Là Roger Bailu nhìn cái này là thôi không muốn nói gì. Nghĩ không chơi nữa. Yeah. Trời ơi, má quá dễ đối với Fushi. Gasly đó. Happy. Ra luôn. Tao không biết nhìn sao để ra được vàng. Whoa, không thể nào là bài luôn. Ở sớm anh ơi, muốn gì nữa? Thế là phát lá đây lại. Có ba luôn rồi. Năm sao. Đồ ba, tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Đồ ba lúc của tao chơi gacha mà đâu. Lạc cả mắt rồi. Lạc hết cả mắt chứ. Lạc hết cả mắt. Thôi. Đúng rồi, Bella nữa nè. Mình cứ nhìn lắm cốc vậy. Em đi chơi. Thế này là mà chủ xôm Ruby lag hết cả mắt. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Dạ không quét, không có nhìn. Chú này. Quét. Bấm thử coi. Là gì đây? Ô năm sao này mọi người. Như cái mặt nét ác quá. Không, anh nói thường mà. Anh nói thường mà. Anh nói thường.
Oh my god. Kể cả như thế thì lệch red ác quá luôn đấy. Vẫn ác. Có bấm quay gì anh? Rồi có bấm rồi, có bấm rồi. Đúng rồi, nước đã chảy, nước chảy chỗ trũng. Quét. Quay vừa mới kêu quét cái được ra luôn quét. Quét. Ảo làm sao? Ảo rồi. Nụ cười mà mình sẽ không bao giờ có được. Đây, rồi chú cô quét ở đây, cô giam cầm ở đây. Đấy, thay được gì phát ở đây. Sướng chưa?